Má gửi con vô chùa làm gì một lẽ khác. Bây giờ má mới kể cho con nghe nè. 20 năm trước, trong một gia đình nề nếp có hai chị em gái, nhưng chị gái Thục Đoan sinh hạ bé trai và đột ngột mất tích. Cái này là bà cho Thục Đoan phải không? Người em gái tên Nhàn buộc phải làm mẹ khi mới 17 tuổi. Thì đã có thằng con 3 tuổi. Để gì đem trái cây bỏ vô tủ lạnh. Má, 20 năm sau, người chị trở về trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng bị sốc nhất vẫn là người con trai bỗng dưng phải nhận người đàn bà khác làm mẹ ruột. Anh Thành á là con ruột của dì Đoan. Thầy khen má mặc áo dài. Mỗi nhà một hoàn cảnh, thầy rất thích. Mỗi người mẹ quan tâm chăm sóc con trai bằng những cách khác nhau. Nhưng tất cả đều mong con trai mình thành một người đàn ông vững chãi, sải bước trên đường đời. 33 tập của bộ phim Việt Nam Mẹ và Con Trai sẽ được phát sóng 13 giờ 5 phút hàng ngày trên kênh NTV bắt đầu từ ngày 26 tháng 3.